Là chủ yếu là muốn vạch trần những cái mà nó cái tụi ba que ra sổ lá nó bố láo bố tét, nó nâng nâng bi rồi nó nói. Thì vừa rồi em có mời anh Quốc Dương, em Quốc Dương ở bên Mỹ đó, nói về để cho các thằng mấy các thằng mà dân chuột cùi nó đang mơ cái vé mà tị nạn chính trị với chính em gì của nó, với lại tù nhân lương tâm lương tháng gì của tụi nó đó, là tối ngày nó cứ ngồi nó mơ mộng cái chuyện đó, cho nên là nó cũng đu theo và nó ca tụng ở bên Mỹ là sướng lắm với thế này với nọ rồi đó. Thì em nói về vấn đề thuế thì anh có thể chia sẻ thêm, nên em cũng không có biết so sánh làm sao. Tối ngày nó cứ so sánh đấy, như hồi nãy nó vào nó hỏi bệnh viện rồi lung tung, nó đi ra rồi. Nhưng mà mình cứ tuyên truyền cho bà con người ta hiểu để đừng có nghe lời cái tụi nó xúi ở bên đấy. Nó cứ bảo là bên đấy sướng Chào lắm. Dũng, chào toàn thể anh chị em nhé. Mình thấy bạn Việt Kiều, bạn nói thật đấy, mà bạn có tâm phết đấy. Cho nên là ai nói không phải là bây giờ thông tin bây giờ nó phẳng rồi, thế giới bây giờ thông tin nó phẳng rồi, không phải là ở trong Việt Nam không biết cái gì ở Mỹ, cho nên là hoặc Úc hay là Canada hay Pháp hay Đức, ở Việt Nam thì đầy những người coi như là anh em họ hàng ở bên nước ngoài, thế rồi là thông tin bây giờ chỉ cần cái điện thoại ngồi một chỗ là biết hết cả thế giới, cho nên là chả giấu được cái gì cả đấy. Cho nên là những cái người nào mà nói thật là mình công nhận ngay, mình biết là người ta sống thật, còn những cái kẻ mà nó xuyên tạc ấy thì mình biết liền. Thì Đấy, còn nhưng mà bây giờ nhưng cái mà vấn em mà đề này, qua qua bệnh mà em làm được 3 triệu tháng mà em đóng thuế, chuyện đó chắc em nhảy cầu quá, em không đủ em ăn là em nhảy cầu liền. cao lên Nhưng mà nó lên khổ dữ vậy trời, có 3 triệu bạc là tính ra có 100 đồng, 150 đồng bạc mà em phải đóng thuế thì thôi em khỏi sống làm đấy. luôn đi cho nó xong, giờ khổ quá. Ở bên Mỹ á, nếu như mà ví dụ như Dũng mà khó khăn quá thì Dũng khỏi phải làm, Dũng coi như là đăng ký là thất nghiệp, thế là nó là có coi trợ cấp thất nghiệp thì cứ ăn chơi thôi, thấy chưa, nó cũng có cái hay. Anh chơi xong Thế rồi. cái anh mà nó đi làm nó đóng thuế nhiều cho nó nuôi đấy. Chào anh Trần Văn Nhưng Trung. mà nói cái gì nó cũng nước nào cũng thế, nó cũng có cái hay nhưng mà cũng có cái dở, nước nào cũng vậy chứ chả nước nào là hay hết mà chả nước nào là dở hết. Còn muốn hiểu ấy thì bây giờ thông Chào tin lắng. này đúng không, bây giờ thông tin ở trên mạng này anh muốn tìm hiểu cái gì cũng có. Ví dụ anh muốn tìm hiểu là cái thuyết bên tư bản, tư sản nó như thế nào thì có hết. Rồi tư tưởng Hồ Chí Minh rồi Cộng sản Việt Nam như thế nào, cái đường lối này nọ các thứ là biết hết chứ không phải là không biết. Cho nên là bây giờ mình lên đây mình chia sẻ thì nhiều người là không muốn học hỏi, đâm ra lên đây là cứ nói, đâm ra nghe được cái câu nào thì nghe mà không nghe được có đôi khi lại nghe mà lại coi không biết mà lại còn cãi nữa. Cho nên là nhiều người học thì không chịu học nha. Ở trên mạng đây đúng không, bây giờ ví dụ như là chính sách này, luật pháp này, thế rồi kể cả anh muốn tìm hiểu là chủ nghĩa Mác như thế nào hay là xã hội chủ nghĩa như thế nào, đường lối như là hiến pháp Việt Nam như thế nào, luật pháp ra sao, biết hết cái gì cũng có đấy. Rồi ở bên nước ngoài rồi là tư bản là như thế nào, cuộc sống rồi là cái thuyết tư bản nó như thế nào là biết hết, chứ cần gì phải coi như là ví dụ mình ngồi đây mình nói chuyện với nhau thì coi như là ai mà người ta đã lười học á thì người ta nghe được tí nào thì nghe, chứ còn nếu mà người ham học thì lên mạng là biết hết đấy. Cho nên bây giờ muốn hiểu nước tư bản như thế nào vào mạng mỗi ngày coi như là bớt ra nửa tiếng hay là một tiếng thì ban đêm được, mình mò vào mình đọc biết hết cái chế độ tư sản nó như thế nào, cái gì tốt cái gì xấu đấy. Thế rồi là tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào, cái điều coi như là Bác Hồ
đã sống và đã làm rồi đã viết cái tư tưởng của Bác như thế nào là mình biết hết, chứ đâu có phải cần gì phải coi như là ngồi mà nghe mấy người nói làm sao hết được, đúng không, mà nói chả kỹ được. Đấy. Nó có cái như vậy nè anh ơi, nó cái như vậy nè, em thống nhất cái quan điểm của anh, nói là bây giờ là công nghệ 4.0, tức là công nghệ phẳng rồi, tất cả trên thế giới cái gì đã xảy ra người ta đều biết hết. Nhưng mà nó có cái khốn nạn ở cái chỗ này nè, cái lũ ba que nó khốn nạn lắm. Thế mà mình đưa lên những cái tốt đẹp á thì nó bảo là mình xạo, mình bưng bít thông tin đấy, mà nó tối ngày nó cứ moi móc cái đống giác ở trong Việt Nam ra, xong rồi nó hửi, nó bảo là thơm. Thế mà những cái thằng dân chủ cội ở trong nước ấy mà đưa lên những cái clip mà nó có phần bất cập trong xã hội của đất nước mình đó, thì nó lại bảo đấy, nó lại moi cái đó ra, là nó cứ thế nó ngồi nó chửi thôi. Chứ còn em công nhận với anh là bây giờ công nghệ phẳng rồi, bây giờ những cái số bà con Việt kiều yêu nước ở bên đó, người ta đưa những cái thông tin như là anh Lễ Minh vừa rồi á, thì nó lại bắt đầu nó quay ra nó chửi, nó bảo là bưng bô cộng sản với lại cánh tay nối dài của nghị quyết 36, rồi nó thế là nó uy hiếp người ta đó, rồi nó dùng đủ một cách nó uy hiếp, tức là nó thì nó muốn đưa cái đẹp ra, chứ còn mấy cái mà dơ giấy bệnh thiệu là nó giấu đi đó. Còn về Việt Nam thì nó lại muốn moi những cái dơ giấy bệnh thiệu để nó đưa lên trên mạng để nó chửi, còn những cái đẹp của đất nước thì nó không muốn cho ai thấy, và mà mình có đưa ra thì nó lại bảo là cộng sản bưng bít thông tin. Thế đấy, nó cái nghịch lý như vậy, cho nên anh em tụi em mới lên mạng để mà nói ra những cái sự thật, người thật việc thật nói ra, thì chắc có lẽ là nó giúp được cái phần rõ hơn cho bà con Việt kiều bên đấy. Nó làm đó là những cái tình hình nó là như vậy, chứ còn em công nhận anh nói là phẳng. Bây giờ anh mà quay những cái cảnh đẹp đi, hay là những cái người chiến sĩ công an người ta phù với người dân vào mỗi cái ngày chủ nhật ở thành phố Hồ Chí Minh này, em đã có lần em quay rồi, nhưng mà cái hôm đó cái mạng em đứt em đưa lên không được, tức là nó em quay những cái cảnh mà những chiến sĩ công an mà thường xuyên, kể cả các cái anh quân sự nữa, anh ra anh quét từng miếng rác rồi anh đi xé những cái bảng quảng cáo với vạch ở trên tường. Thế là mình đưa cái đó ra thì nó bảo là mình bưng bít thông tin với đóng phim với đóng kịch đấy, nó không chấp nhận, mà nó cứ moi móc những cái mà công an cướp đất dân với thế này thế nọ, do những cái thằng khốn nạn dân chủ cội ở trong nước này nó quay ra, xong rồi là nó đưa ra đó để nó lấy tiền, là tụi nó bám vào cái đó, là cứ thế mà những cái thằng Tân Thái nó cứ lên nó chửi, cái con thằng BD Lý Sa Phạm nó lên nó chửi đấy, là nó cái khổ như vậy đó anh Văn ạ. Mời anh ạ. Bây giờ mình nghe Dũng nói rồi thì mình tham gia như thế này. Trước đây thì mình cũng đã có rất là nhiều cái clip mình làm. Mình cũng tự mình thôi, mình phân tích là những thành phần nó chống phá xuyên tạc đất nước mình là những thành phần nào. Còn những cái lời của nó thì không ai chấp nhận được rồi. Nhưng mà bây giờ mình phải nghĩ là nó là thành phần nào. Còn cãi nhau với nó thì nhất cứ khoát là coi như là mình nói hay thì nó nói dở, mà mình nói dở thì nó nói hay. Thế nên là cãi nhau với cái bọn đấy hay là giải thích thì chả có giải thích được đâu. Vì những cái thành phần đó, bây giờ mình nói tóm tắt một tí thôi. Thành phần chống cộng cực đoan ở nước ngoài là nó gồm những cái thành phần nó uất hận về cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây sụp đổ, nó chạy sang đó. Giờ những cái người đó là già rồi, thế nhưng mà một số còn sống thì coi vẫn cứ tranh nhau ăn, lập lên những cái đoàn thể để thu gom tiền của bà con Việt kiều để chúng nó lấy tiền nó làm giàu. Đấy, cụ thể như là cái bọn Việt Tân ấy, thì xưa đến nay đấy, thì cái thành phần này thì thực tế mà nói là nó làm cái nghề chống cộng, chứ nó không phải là nó chống được cái gì cả, nhưng mà nó làm cái nghề đó thì nó phải nói như thế. Nó phải xuyên tạc, nó phải nói xấu, nó phải bịa đặt, thì nó là làm cái nghề mà này. Cái nghề của nó là nghề chống cộng mà này. Cho nên là tốt thì nó phải nói thành xấu, mà phải thì nó phải nói thành trái, đúng không? Mà đúng thì nó nói thành sai. Đấy. Cho nên là cái nghề của nó
là cái nghề kiếm tiền, cho nên là nó nói như bài ấy, nó nói như là có bài rồi á, chứ nó thực tế ra là nó biết hay là nó giả vờ không biết thì mình cũng chẳng cần phải cãi nhau với chúng nó hay là giải thích với chúng nó là cái gì, vì nghề của chúng nó nghề cũng cơm, bây giờ mình giải thích làm cái gì, nó cứ bài nó sổ ra thì mình nói làm gì, đúng không? Đấy là cái thành phần mà chống đối ở hải ngoại, chả làm được cái gì đâu đấy. Nhưng mà để nó có những cái thuyết phục những cái người ở nước ngoài á, thì bắt đầu nó mới tung một tí tiền về, nó xón cho một cái bọn dân chủ quậy ở Việt Nam, cho anh Cầm Nguyễn nó xón về một ít đấy, nó mang tính chất là nó mướn những cái thằng ở ở trong 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 nước mình này. Bây giờ mình lại phải hỏi là những cái thằng mà ở trong nước mình nó lên đây, nó lên trên mạng hoặc là nó ra đường nó đi quay video những cái chỗ này chỗ nọ thì những thằng đấy là thành phần nào, chứ còn những thằng đấy thì nó làm mướn vậy, nó làm mướn cho cái bọn kia thì bọn kia nó mướn cái gì thì thằng bọn này phải làm cái đó ấy, nó mới đưa tiền ấy, đúng không? Đấy, cho nên là anh em bà con mình phải chia sẻ, phải nhìn tận gốc những thành phần này nó làm cái đó để làm gì, thì nó làm mướn cho cái bọn ba que ba sọc ở ngoài nước đây. Mà bọn ba que ba sọc chống cộng ở ngoài nước thì nó mướn là chúng mày phải moi móc, chúng mày phải bịa đặt, chúng mày phải xuyên tạc, chúng mày phải cắt xém tin tức, lắp ghép hình ảnh này nọ, rồi chúng mày chuyển sang cho chúng tao thì chúng tao mới gửi tiền về đấy, đúng không? Chỉ còn chúng mày mà lấy tiền của tao mà chúng mày nói tốt cho cộng sản thì hỏng thôi, đúng không? Cho nên là chúng mày phải tìm cách đủ mọi cách để chúng mày xuyên tạc bóp méo thật, rồi bịa đặt, rồi hình ảnh cắt ghép đấy, video thì cũng cắt xem để nó đưa sang bên hải ngoại, bên hải ngoại nghe muốn đấy. Bây giờ mình nhìn thẳng vào một vấn đề là những thành phần làm muốn này là những thành phần nào, bây giờ cho cùng á, ví dụ như là thật bây giờ chẳng hạn thì mọi người người ta hàng ngày người ta đi làm ăn, đúng không? Nhân dân là đa số là làm ăn, tối đến ngồi nhậu một tí hay ca hát với gia đình con cháu. Cứ ai lên trên mạng này mà có những như cái bọn đó, như cái bọn nó vô đường này mà lại là đi làm mướn thì phải đâm đầu vào để mà nghe cái thằng Tân Thái, cái thằng Đen Xin Tột hay là cái thằng Hùng Lân đấy, những cái thằng đấy nó livestream lên thì cái bọn làm mướn này phải lao vào đấy để mà ủng hộ nó. Yeah. Còn nhân dân mình ví dụ như cũng ít người người ta vào nghe vì cái chuyện này là cái chuyện ai cũng biết cả. Thế nhưng mà đây là mình thông thả, hoặc là mình có duyên thì mình gặp nhau thì mình lên đây mình chia sẻ, chứ còn không phải là ai người ta cũng lên đây người ta nói như tôi đâu. Nhiều người người ta biết hơn tôi nhiều nhưng mà người ta đâu có tham gia làm cái gì đấy. Thế nên là người ta làm ăn sống vui vẻ, cuộc sống bình thường như gì đâu. Cho nên là cái bọn nó lại chuyên tạc, nó bảo ui like của chúng nó nhiều người vào mà like của anh em mình thì thế là đấy, mình phải hiểu bây giờ cái bọn kia là cái bọn nó làm mướn, chúng nó thành phần đó là những cái thành phần không có việc làm đấy, muốn ăn mà lại không muốn bới việc ra để làm, chứ không phải là Việt Nam không có việc đầy việc. Chào Hoàng Lan, chồng em tới rồi, chào Hoàng Lan. Đấy. Nó lại lười, nó không muốn làm, nó chỉ muốn ăn. Thế bây giờ livestream hay là viết vài bài phản động này lọ được ít tiền, nó nhàn, thế giờ, thế là nó cứ làm, thế là cái bọn này là cái bọn
biếng biếng làm đấy, nhát làm mà lại hay muốn ăn, hay muốn chơi. Mấy lệ những cái thành phần mà thuộc cái dạng là thanh niên đấy, mà bố mẹ không dạy dỗ cho nó được đàng hoàng. Chào anh Trần Toản nha. Cho nên trời là nó cũng vô đòi ăn chơi chắc táng, rồi xì ke ma túy, rồi nói chung là những cái bọn thuộc dạng là mất dạy đấy. Những cái dạng này thì nó cũng thích coi như là vào nghe những cái thằng, ví dụ như thằng Tân Thái hay là thằng Ben Như Chột hô hào này nọ. Nếu mà nó mà tham gia thì được đôi 300, nếu mà làm cái gì mà hoành tráng tí thì được coi như là 500-700 triệu. Thế nhưng mà chúng nó không biết là cái hậu quả chúng nó làm là như thế nào đấy. Thì cái bọn này nó, đa số là nó, chúng nó là vô học, nó mất dạy. Tôi nói thật là bọn trong nước này là cái bọn mà que trong nước ấy, là cái bọn vô học, vô học thức. Đấy. Không phải là cứ đi học ở nhà trường là có bằng là biết học đâu. Sống ở ngoài đời phải học, ở ngoài đời học cái gì hay, cái gì đúng, cái gì phải mới là chính. Chứ còn có những người bằng cấp đầy ra nhưng mà người ta vẫn chửi là cái dạng vô học, chứ không phải là cứ nhiều bằng là người ta bảo là thằng đấy có học đâu. Vâng. Đấy, người ta nhằm vào cái tư cách của anh sống ở ngoài đời như thế nào để người ta đánh giá là con người có học hay không có học, chứ không phải người ta nhìn thấy anh có cái bằng bác sĩ hay là cái bằng này bằng nọ ấy, người ta bảo là ui thằng đấy có học, chưa chắc đâu. Đấy, tôi dám nói như thế đấy. Cho nên là con người có học ấy là nó phân biệt được cái hay cái dở, cái đúng cái sai. Còn cái bọn này nó có biết phân biệt gì đâu, nó cứ làm bừa đi thôi, rồi là nó lên mạng rồi nó nói bừa đi thôi. Chính vì thế mà nếu mà nó làm quá thì nó lại vi phạm pháp luật. Đấy, vi phạm pháp luật thì lại vào tù. Thế rồi là luật pháp thì có hiểu gì đâu, lại kêu oan. Đấy, thì công an mới này, cảnh sát coi như là ai người ta bắt oan, bắt thì chính xác, đúng không? Kêu oan nhưng chúng nó có biết luật đâu mà chúng nó chả kêu oan, mà nó biết rồi nó vẫn kêu oan. Đấy, cho nên là cái bọn gọi là bọn ba que sỏ lá trong nước đấy. Thế thì cái bọn này ấy, là nó được sự hỗ trợ tiền bạc ở nước ngoài nó gửi về, thế rồi là chúng cũng câu kết với nhau thành những ổ nhóm, rồi nó bàn bạc chống phá xuyên tạc như thế nào, chúng nó ghê phết đấy, chúng nó cũng bánh như tinh kế đấy. Cho nên là anh chị em mình phải lên trên này là lòng yêu nước thôi, chứ không phải là lên trên này vì lên trên này được cái đồng tiền nào đâu. Vì cái sự bình yên của đất nước, anh em lên trên này là gọi là góp ý. Còn đến tai những người nào thì người ta nghe thì người ta phân tích xem là mình nói có đúng hay không. Bây giờ muốn phân tích cái lời nói ấy, thì cũng phải biết. Ví dụ như tôi đây chẳng hạn, người ta phải biết là tôi là cái thằng nào, đúng không? Thì ví dụ như là tôi bây giờ tôi nói, nếu mà ai không tin thì cứ điều tra. Ví dụ tôi nói là tôi là một người dân bình thường đấy, mà ra đình tôi thì chả giàu chả nghèo đấy, cũng chả làm cán bộ cán bèo gì, mà tôi cảm thấy là cuộc sống bây giờ là hết ý rồi, còn gì để mà mơ. Cho nên là con cháu bây giờ coi như là nó cũng vui vẻ như thế là mình sướng rồi. Mình mong cuộc sống là cứ diễn như thế này thì coi như là tốt quá, đúng không? Đấy, tôi ủng hộ cái chế độ này. Còn ví dụ như là Quốc Dũng chẳng hạn, Quốc Dũng thì cũng mỗi người mỗi cảnh, mà Quốc Dũng cũng coi như là muốn đất nước này bình yên, đúng không? Mình số phận mỗi người một số phận thì làm cái gì hay là không thích làm cái gì là quyền của mình, cốt là không vi phạm pháp luật. Thế là tự do thôi. Đấy, cho nên là quyền tự do mà, còn muốn làm giàu thì phải nhất quát là phải học, phải làm,
phải có chất xám, đúng không? Dạ, yeah, phải... yeah. Ai cũng làm nhiều mà giàu được đâu. Đấy, yeah. Ở đất nước nào thì cũng có người giàu, người nghèo. Chứ không phải là yeah. nước nào toàn giàu hay là nước nào toàn nghèo. Dạ. Yeah. Như cái bọn yeah. thiên tạc ấy, thì tôi nói là nhiều cái đứa mà nó lên trên mạng ở nước ngoài ấy. Nó gọi là cái dạng ba que đấy. Dạ. Chứ còn đa số là Việt kiều, người ta làm ăn người ta tốt, người ta làm ăn nó giàu có, mà người ta cũng sung sướng. Đấy. Dạ. Người ta có nói gì đâu. Nhưng mà đa số tôi để ý là đa số cái bọn ở nước ngoài là toàn cái dạng mà ăn trợ cấp thất nghiệp. Ngồi đã nói thất nghiệp thì ngồi suốt ngày, có việc gì đâu. Dạ. Nên là làm cái nghề chống cộng để kiếm thêm. Thấy chưa? Dạ. Ừ. Chống cộng để kiếm thêm. Chứ còn chống cái bà mẹ chúng nó, chống cái gì 43 năm nay chống cái bà mẹ chúng nó. Chống được cái gì? Đúng không? Chống gậy. Đấy. Tức là nó viết ra những cái bài, thấy chưa? Thế là nó lên là nó cứ đọc hàng tràng. Đúng rồi. Đấy là nó lên nó đọc từng bài từng vở, nó đọc từng cái nó hoạch định rồi, hoặc có những cái câu hỏi của nó rồi, hay là những cái câu nó nói nó chửi nó hay là xuyên tạc rồi, thế là nó lên nó cứ đọc xong rồi nó xuống là nó có tiền. Đấy là vâng, nó chống gì, chống mà bố tôi nói chống gì. Đúng không? Đấy. Thế thì còn đấy, những cái đứa mà ở trong ba que ở trong nước này này là nó gửi bài cho những cái đài mà bạn, những cái đài phản động ở ngoài nước, ở bên hải ngoại đấy. Vâng. Tức là những cái clip, những tin tức, những clip, mà những cái tin tức clip này thì là toàn là đài chính thống của mình nó lên hết rồi, thì nó chỉ gom lại rồi nó bắn ra, thế rồi nó thêm bớt nó cắt xén, nó bắn ra, nó bắn ra lên ra, chứ chúng nó không biết cái mã bố chúng nó. Bây giờ tin tức ông này tham ô, ông kia tham nhũng, hay là chỗ này chỗ nọ làm ăn nó bất cập này nọ, đưa lên báo chí rồi, bắt đầu chúng nó cắt, nó lấy cái tin đó nó cắt xén, xong bắt đầu nó tống sang mấy cái đài phản động ở bên nước ngoài để nó lấy tiền. Chứ chúng nó, chúng nó là cái gì mà chúng nó biết cái gì? Tức là dạng làm mướn mà, công việc của nó chỉ có thế. Đấy. Còn á, cái bọn mà nó hô hào biểu tình biểu tiệc á, thì chúng nó có biết cái luật biểu tình hay là tập trung đông người là cái gì đâu, biểu bao nhiêu hay luật bao nhiêu đâu. Dạ. Yeah. Thuê ví dụ bảo mày đi thì được 200, hay là mày đi nhiều thì được 500, hay là mày làm cái này cái nọ thì được 1 triệu, ví dụ thế, thì là làm thôi. Thì bây giờ anh là cứ ngồi không có việc. Đấy, nhậu thì muốn nhậu lại không có tiền. Đấy. Không chịu đi làm. Đấy. Thế là bảo xong đấy. Thế rồi, thuê đánh nhau nó đánh nhau. Thế nên cái bọn này thì vâng. Ba cái thằng mới dậy thuê đánh nhau nó đi đánh nhau luôn. Đấy. Dạ. Cho nên là số này thì được mấy mống. Đúng không? Tôi đang nói nhân dân mình chẳng qua làm ăn bình thường, chứ lạ gì cái bọn nó. Nếu mà nhà nước mà cứ bảo là bây giờ nhân dân thấy cái bọn nào nó phản động nó đập chết, thì tôi xin nói là một ngày là hết, mà nhân dân đập một ngày hết, nghe chưa? Mày có chui vào lỗ nẻ mà dân nó lôi ra nó đập chết, chỉ một ngày là hết thôi. Nhưng mà cái chính sách của nhà nước là không được như thế. Này, này. Để ông nói chuyện. Đấy, cho nên là cái bọn đấy ấy, đưa em vào để ông nói chuyện. Rất cái thành phần ở trong nước ấy, là cái trình độ của chúng nó, nhất là lịch sử, chúng nó không có biết cái gì. Đấy, không biết đâu. Nếu nó biết thì nó cũng chả đi làm thuê là mướn cho cái bọn kia đâu. Toàn là nói nó vớ nó vẩn. Mà nó lại nghe cái bọn ở nước ngoài á, nó tung những cái tin này tin nọ lên rồi là nó cứ nói theo. Đấy. Ví dụ như là nó xuyên tạc về Bác Hồ, hay là xuyên tạc về coi như là đường lối chính sách, rồi xuyên tạc về
cuộc sống tùm lum ấy, nó xuyên tạc. Ví dụ như là nó một dòng thì nó chỉ đọc một nửa thôi, hoặc là một trang nó chỉ đọc coi như là một khúc thôi, thì là nó sẽ lệch lạc đi thôi. Cho nên là cái bọn này nó không biết gì, không biết gì mà nó lại lười học nữa. Thế thì lại làm thì không muốn làm, thế lại muốn có tiền thì thôi, thì nó cứ đi làm mướn cho cái bọn đấy. Thế nhưng mà nếu như mà quá tay thì lại vào tù đấy. Cho nên là anh em mình thì lên đây là chia sẻ để bà con anh em, nếu như mà nó có cái bọn nào mà nó cứ ô ào mà dùng beng này nọ, cờ xúy hay là băng rôn biểu ngữ ấy, tránh xa nó ra, nó đang hô ào, nó hô ào bom xăng lệ đinh đủ thế giờ dạ đến gần thì chẳng phải đầu phải tai thế giờ dạ dạ nếu nó cái mẹ chúng ạ. Nếu mà chúng nó làm cái gì thì có an ninh nó sẽ cổ chúng nó. Thấy chưa? Yeah. Chúng mình, bà con mình chẳng hơi đâu mà ngó vào nhỡ nó tung ra lại chả phải đâu phải tai. Mệt. Thấy chưa? Vâng. Đấy. Vâng. Tốt nhất ấy, là chúng ta né xa cái bọn này ra. Không có là chúng nó lại ăn vạ đấy. Thấy chưa? Vâng. Nó lại bảo là công an mướn giang hồ đàn áp. Ừ đấy. Nó chuyên môn cái chiêu ấy. Người dân người ta bức xúc, người ta đẩy đuổi chúng nó lại bảo là an ninh mướn giang hồ, công an Đảng Cộng sản mướn giang hồ, chơi giang hồ. Thì về cái chuyện mà nhân dân ấy, nhiều người ta bức xúc, người ta muốn nhảy ra, người ta đấm đánh ấy nhỉ. Dạ. Nhưng mà vâng. Nếu mà như thế thì nó thành loạn. Vâng. Cho nên là yeah. Nhà nước không cho, không có khuyến khích, không có cho phép những người nhân dân mà bức xúc quá ấy thì để coi như là an ninh người ta giải quyết, chứ còn nhảy ra mà đánh lộn nhau ấy thì nó cũng không hay. Vâng. Đấy. Cho nên là thì mình cũng phải bình tĩnh. Vâng, thượng tôn pháp luật mà. Dạ. Yeah. Xong. Vâng. Mình để ý. Thì em cũng đồng quan điểm với anh. Dạ. Yeah. Ờ, có hiện tượng gì nghi ngờ này nọ các thứ thì mình báo cho an ninh. Chứ mình đừng có ra tay là chúng nó lại vu là mình là công an coi mật vụ giả vờ làm người dân. Yeah. Đấy. Cho nên là yeah. Mình cứ báo cho bên an ninh là người ta sẽ có nhà làm việc. Dạ. Yeah. Vâng. Wow. Chứ còn về cái vấn đề mà lịch sử ấy thì nhiều lúc tuổi trẻ bây giờ thì ít học lịch sử quá. Dạ. Yeah. Cho nên là những cái đài chính thống thì đa số là vào thì cứ quảng cáo nhiều quá. Vâng. Wow. Không có đưa nhiều những cái phim tài liệu. Phim tài liệu là phim thật đấy nhá, chứ không phải đóng nghiệp. Wow. Gì đâu. Để cho mọi người hiểu cái chính sách, rồi là cái đường lối, rồi là cái chủ trương, những cái việc làm thực tế của đất nước mình từ xưa, từ cái lúc sơ khai đất nước, để hiểu được cái đất nước mình nó như thế nào, chứ không có là nó cứ xuyên tạc. Bây giờ nếu mà bảo nhiều anh thì nó hiểu lơ tơ mơ, nó bảo ôi giời sao Mỹ nó giàu thế, nước mình lại nghèo thế. Vâng. Đấy, chả hiểu cái gì cả. Nhưng mà thì có anh thì nó lại, nhiều anh nó lại bảo chứ sao Việt Nam hồi xưa ra coi như là đánh nhau làm gì. Đấy, nhiều người ta chả biết cái gì, người ta cứ nghĩ vậy. Dạ. Thế bảo bây giờ mình giải thích bảo ôi, Việt Nam mình chiến tranh nhiều cho nên là mới phát triển được mấy chục năm. Thì nó bảo nhưng làm sao mà lại phải đánh nhau. Đấy. Đủ đường á, nó đủ đường. Kiểu nào cũng đó. Nói được hay lắm. Vâng. Thì mình bảo là tại vì coi như là phải thống nhất đất nước, phải đuổi ngoại xâm. Thế nó bảo là nước Pháp, nước Mỹ nó chiếm cái kè, nó chiếm cái việc gì phải đuổi. Đấy. Nó bảo nước Pháp nó cũng giàu, nước Mỹ nó cũng giàu, nó mà chiếm mình thì mình theo nó có gì đâu mà phải đuổi. Đấy, nhiều đứa nó hiểu như thế đấy. Nó có biết gì là tự do, là độc lập, là cái gì đâu. Dạ. Đấy. Cho nên là
cái tầm hiểu biết người ta nó có hạn, mà bây giờ mình nhồi nhét một một lúc thì không được, nó phải có một cái kiến thức dài thì mới nhận biết được cái đó. Thế mà mình nói nôm na nói một lúc thì không xong, cho nên là những cái thành phần đấy thì thôi mình bó tay nhỉ. Đấy, thế rồi kể cả về những cái chuyện mà Bắc Nam, thế nhiều anh nó bảo ở trong Nam này mẹ coi như ngoài người ngoài Bắc vào cướp hết cả đất, đây là xâm chiếm rồi cướp hết cả đất, đâm ra là người trong Nam là mất hết cả đất. Thì nhiều lúc mình nghĩ buồn cười, và nếu mà nghĩ kỹ ra ấy, bây giờ các ông các bà hay là các anh các chị cứ để ý xem là chính phủ mình là toàn là người Nam là nhiều, người Bắc mấy á, đúng không? Từ xưa đến nay toàn người Nam nhiều nhưng người Bắc mấy. Tôi nói thật, ở trong bộ máy chính trị trung ương thì người Nam nhiều nhưng người Bắc mấy, đúng không? Đây nói ngay Bác Hồ thôi, Bác cái lúc mà coi như ở Nghệ An thì lúc mấy tuổi thôi, còn đi vào Huế ở thì trong Nam này đi đâu cũng phải người ngoài Bắc đâu, đúng không? Ở chung trong miền Trung miền Nam này chứ, rồi Tôn Đức Thắng, rồi nhiều các vị nữa, toàn ở trong Nam này miền Trung chứ đâu ở ngoài Bắc mấy đâu, ít lắm đấy. Thế nên cứ bảo người Bắc, cho nên là cái đường lối chính sách ấy, là Bắc Nam Bắc Trung Nam là một, đất nước là một, cho nên là mình phải thống nhất, chứ không phải là bây giờ cái chính sách ví dụ như là bây giờ mình giải phóng miền Nam thống nhất đất nước rồi, bây giờ ở trong Nam này là người thì ít đất thì nhiều đúng không, người rất nhiều người thưa, thì phải coi như là có một cái chính sách kinh tế đúng không, để làm ăn thế nào để cho toàn đất nước mình phát triển đều. Cái chính sách tức là phải đưa dân vào những cái nơi khai hoang này nọ các thứ, rồi coi như là phát triển cho nó đồng đều tất cả toàn quốc, đâu có phải là ai cơ được của ai, đúng không? Nên là nhiều đứa ấy, nó coi như là nó xuyên tạc, nó cứ nghe cái bọn này, bà que bà sọc ở ở bên ngoài, thế rồi là nó xuyên tạc. Mà những cái người trẻ không được học hỏi nhiều, đâm ra lại cứ nghĩ là chúng nó nói thật, nó nói đúng đấy. Còn có những người thì lại có một cái một tí kiến thức một tí thì cũng suy diễn ra là hồi xưa nếu mà không có cộng sản thì đâu có đánh nhau đấy. Đấy là cái người mà gọi là người có tí kiến thức anh nhỉ, thì người ta bảo nếu mà Bác Hồ mà không đưa coi như Đảng Cộng sản vào Việt Nam này thì làm gì có đánh nhau. Thế rồi nó còn xuyên tạc, nó bảo là cứ để cho thằng Pháp nó chiếm thì sau này nó giả, sau này nó giả đấy, sau này nó giả dân Việt Nam độc lập đấy. Nó mắc cười nghe chưa, miếng ăn nó đang ngậm mồm nó lè ra, ai bắt nó lè ra hả, đứa nào nó lè, xin lỗi. Cho nên là nó nói để mà nói thôi. Bây giờ mình cứ nhìn ví dụ như là tôi thì không phải ở đẻ trong cái thời chống Pháp, nhưng mà bố mẹ tôi cũng đi chống Pháp, rồi kể chuyện đời thực dân là dân Pháp nó đàn áp nhân dân mình nó thế nào thì mình biết, biết liền cái gì đâu. Mà bao nhiêu người ở trong làng trong xã kể chuyện cái thời Pháp nó như thế nào mình biết, nó khổ như thế nào, rồi địa chủ như cương hào, rồi bọn xếp bốt, rồi bọn cai thì nó làm như thế nào, nó bóc lột nhân dân như thế nào, quá hiểu rồi đấy. Rồi đến khi mà coi như là lại Nhật nó lại nhảy vào nữa, lại một cổ hai trỏng, đủ các cái ách thống trị nhân dân mình quá khổ. Mà coi như là Bác Hồ với Đảng Cộng sản đưa đường chỉ lối cho nhân dân mình đứng lên, đoàn kết lại đứng lên để giành độc lập tự do cho chính bản thân mình, cho đất nước mình. Thì chúng nó lại bảo là kệ Pháp, kệ Pháp thì nó đè đầu cái cổ
À, bây giờ vợ chồng đang ở này nó thích có chơi vợ mình nó lôi mẹ ra mày làm gì nữa nào à. Vâng. Đấy, giờ nó muốn giết mày, nó vu mày là thế này thế nọ, nó mang ra nó bắn mày kiện ai đúng Vâng. không. Bây giờ nó thấy đứa con gái mình đẹp không gả cho nó thì nó rủ đủ đủ mọi thủ đoạn thì cũng phải gả, thế thì có chịu được không đúng không. Vợ mà đẹp thì nó ẩn chồng sang một bên, nó cướp mẹ vợ lôi đi là gì nó đấy. Thực dân pháp là nó như thế đấy, cường hào ác báo nó là thế đấy, có chịu được không. Cho nên là cứ bảo cứ để im để cho pháp nó giả độc lập tự do, chuyện buồn cười đúng không. Thế đến khi mình giành độc lập rồi thì cũng có những cái người cũng có kiến thức tí mới bảo thế sao giành độc lập sao không theo tư bản mà lại đi theo xã hội chủ nghĩa. Thì đến bây giờ nhìn lại thì cả thế giới nó được có mấy đất nước cộng sản đâu đấy, nó lại dở cái giọng đó nhỉ. Nó dở cái giọng nó nói, nó bảo bây giờ đất nước cả thế giới này có mấy nước cộng sản, nếu mà hay tốt thì người ta theo hết cộng sản Chào bà Nguyên, đấy, nó lại dở cái chào giọng Minh Tâm. đó. Thế Dũng đã Dũng đã nghe bọn chúng nó nói như thế bao giờ chưa? Em nghe nghe kêu là nó nhảm luôn rồi anh ạ. Nó nhảm luôn. Bây giờ Mà em bây giờ đã chơi cái bài đấy, nó 43 năm em nghe hoài. nghe Đấy. Em đấy, mà thế bây giờ nó bảo là nếu mà tốt thì tại sao mà thế giới này nó không theo. Thì mình nếu mình mà có kiến thức ấy, thì mình trả lời được, còn mình không có kiến thức ấy, là mình tệt đấy đúng không. Bây giờ bảo thế cả thế giới này nó thấy tốt thì sao nó không theo đấy. Thế thì mình không đủ kiến thức là mình tệt đúng không. Em thì em có em mày thật ra em không kiến thức, em không trả lời. Em nói cái đó là quyền tự do của người dân tao, của tao. Tao thích theo gì tao theo, mày không có quyền nói gì thôi. Em chỉ trả lời nó vậy thôi cho nó không, cho nó nhanh. Đó có lần em vào cái diễn đàn của con xào cái gì đa đào đào điếc gì đó. Thế mà nó hỏi em là bây giờ anh thấy là trên thế giới này còn có mấy nước cộng sản, bốn nước Việt Nam, Cuba, rồi Bắc Hàn, với lại cái gì đó với Trung Quốc. Thế thì tại sao mà trên thế giới này nó không có theo cái số đông mà lại theo đó. Nó cái mẹ tao không cần biết ba nước nó ghê làm sao, tao không cần biết tụi bay sao, tao chỉ thấy đảng cộng sản tốt là đưa cho đất nước tao bình yên 43 năm nay là tao theo thôi, còn cái chuyện người ta tao không biết. Xong em chỉ trả lời có ngắn thế thôi, giờ đẩy em Đúng rồi. xuống luôn. Chứ giờ mình có đâu có cần phân tích cái đó làm cái gì. Ví dụ mình tích tích mình Bây không giờ hiểu đúng mình nói không? bậy để bắt công là có chuyện. Ừ đúng rồi. Nói chung Vâng, là nếu mày mà bọn chúng nó thì Dũng trả lời ngắn gọn như thế là cũng đủ. Còn nếu mà để mà phân tích ấy, thì phải biết được cái lịch Vâng. sử. Ừ, coi như Vâng. là ít nhất cũng phải 3 4 thế kỷ. Đấy. Vâng. Thế nhưng mà tôi dám nói một câu, nếu như mà nói đến lịch sử thì chúng nó không biết gì. Vậy thì thôi mình trả lời lịch sử với nó làm gì cho nó mệt, À. cứ nói vậy cho nó nhanh. Vâng. Ừ. Bây giờ nó không biết gì, mình mà phân tích 3 4 thế kỷ nó có biết gì. Nó chỉ biết là thực tế nó là như thế đúng không. Thì cũng nói ngắn gọn là bây giờ mình chỉ trả lời rất ngắn gọn thôi. Tôi chẳng cần biết là nước tôi là theo cái kiểu gì, nhưng mà tôi thấy đất nước bình yên không loạn lạc đúng không, Không, người dân không dễ khủng làm ăn bố. à, vui vẻ làm ăn là chúng tôi thích rồi, Là ok. là Thế ok rồi chúng tôi thì ủng cần hộ, có thế thôi. Còn thế tôi thôi chả biết thì là chả cộng cần. sản hay là cộng trừ hay là cộng gì hay là vân vân, tôi không biết. Vâng, Tôi chỉ biết không là cái biết. chế độ này là tôi thấy nó yên ấm đất nước, coi như hòa bình, ai cũng vui như Tết, làm ăn sung sướng, đường xá đi càng ngày càng rộng càng đẹp, nhà cửa càng ngày càng khang trang đấy, gia Là đình mà ok mọi người đều yên ấm hạnh phúc là tôi thích, là tôi ủng hộ. Còn tôi chẳng biết thế cái chế thôi. độ này là cộng sản hay là tư bản hay gì, tôi không cần biết, thế là hết chuyện.
đúng không? Vâng, Chứ đây là còn hết nếu chuyện chị mà phân tích lịch sử thì tôi dám nói một câu là chúng nó không biết gì. Tôi dám nói nó không biết đi, là nó không biết lên thì vâng, nó không biết là mình phân tích cho nó, cậu chẳng có là cậu chỉ là cái đàn khải tay trâu, nó có biết mẹ gì đâu. đấy. Anh biết không, tụi nó ở bên đấy đó là nó có một cái thằng nó set up sẵn, tức là nó dành dẫn rồi, nó cứ đi sáng là đi gom mấy cái bài báo trong nước rồi cái bài báo đảo nó về, bắt đầu nó sàng nó lọc nó coi như là nó làm cho bài rồi bắt đầu nó chia nhau ra ngồi nó nói thằng nào mà chửi nhiều nhất to mồm nhất thì nhiều tiền, thằng nào mà to mồm ít đó thì đã ít tiền. Thế mà bây giờ ai cứ vào anh vào cái gì của thằng Thái thằng thằng Benny Trương ấy, nó làm xong rồi bắt đầu anh điện Messenger nói nó nói ê Thái nãy giờ mày đọc cái gì mày biết không, là bảo đảm hứa với anh nó mà nó không biết gì hết, bây giờ tới giờ đi lấy tiền rồi nó không biết gì hết, nó đọc nó không biết gì hết. Khổ lắm cái anh. Thế mà nhưng mà mình lên mình nói nó không cho nói đâu nha anh, nó lóc liền vào phản biện nó nó có quá bài không rồi, cho nó mình có nói bài rồi, à, nó nó có có bài ra bài rồi. rồi. Ừ. Nó Chứ cứ ngoài thế là anh nó em tuôn mình ra lên mà tự nhà đấy có hợp đồng mà nó rồi. giống như cái giáo án sẵn sẵn à. Ừ, vâng đấy. vâng Thế thì thêm rồi. em cũng cảm ơn anh quá, tại vì thật ra thì giờ này em chưa có ăn cơm em cũng thấy đói rồi, em cũng À. phải